Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Loạn Trí Mobile. Và mình là Game đây. Hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng có tên là Bonnie nha. Và chúng ta sẽ cùng test vị tướng Bonnie nha. Và đợt này thì nó có giảm giá con Bonnie. Nhưng mà mình vẫn... Hiện tại thì mình chưa mua đâu, mình đã ký. Mình ký khế ước 3 ngày với vị tướng Bonnie nha. Chứ mình chưa có mua tướng nha mọi người. Hôm nay thì mình cũng đang trong giai đoạn test tướng thôi. Đầu tiên mình sẽ cộng chiêu 1 nha. Chiêu 1 thì có tên là Mưa Đạn. Chúng ta cùng test nhé, chúng nó đang cướp rừng này. Sau khi chúng ta sử dụng cái chiêu 1 mưa đạn này thì Bonnie sẽ bắn liên tiếp, gọi là theo kiểu dùng cái khẩu súng này sấy vào mục tiêu. Mỗi 0,5 giây sẽ gây sát thương một lần. Cái ăn một con lính à. Tiếp tục nhá, mình sẽ sấy nhá. Đây, sử dụng chiêu 1. Nó cứ sấy liên tục mỗi 0,5 giây sẽ gây sát thương một lần. Và những kẻ địch gây sát thương lên một mục tiêu và những kẻ địch xung quanh. Nhưng mà những cái kẻ địch xung quanh của cái chiêu 1 này, cái chiêu mưa đạn ấy, nó sẽ chỉ bị dính 50% sát thương thôi. Còn với chiêu 2 thì có vẻ là một kỹ năng lướt nhỉ. Đó, lướt. Nó sẽ lướt lướt một trong một phạm vi 750 nhá. Và nếu như lướt trúng tướng địch sẽ gắn một quả bom lên người tướng địch. Và một giây sau sẽ quả bom nó sẽ nổ và sẽ gây choáng một giây cho tướng địch bị dính cái chiêu 2 này. Và chiêu 2 có tên là bom xuyên thấu nha mọi người. Đây nha, mình sẽ lướt trúng người này. Đó, lổ ạ. Đó, nó bị lổ cái choáng này mọi người. Rất ok luôn. Tình hình như thằng Venom định cân 2 anh em ạ. Nhưng mà bật chiêu 1 sấy này. Chiêu 1 thì anh em có thể sử dụng để cấu rỉa nhá. Phạm vi rất là xa luôn. Phạm vi của chiêu 1 nó là tận 1500 phạm vi cơ. Rất là xa luôn, anh em có thể sử dụng để cấu rỉa. Chiêu 1 thì nó không... Nó chỉ cấu rỉa tướng là ngon thôi. Còn bắn vào lính thì thực sự là nó không ngon lắm đâu. Mỗi 0,5 giây sẽ gây sát thương một lần. Nó cứ gây liên tục trong vòng 4 giây nha mọi người. Có nghĩa là nó sẽ gây được 8 lần sát thương mọi người. Và nếu như mọi người ấn vào chiêu 1 một lần nữa thì nó sẽ đổi mục tiêu. Và trong lúc sử dụng chiêu 1, anh em có thể phá chiêu 1 nha. Bằng cách di chiêu 1 và dấu x ấy, nó sẽ khiến chúng ta ngừng chiêu 1 nha mọi người. Mọi người chú ý cái điểm này nha. Bởi vì là nó rất quan trọng đó. Trong solo ấy thì chiêu 1 không thể hút máu. Việc mà chúng ta ngừng chiêu 1 sẽ lợi hơn việc mà chúng ta cứ sử dụng chiêu 1 liên tục như này. Đây. Ôi, ấn nhầm vào nút chiêu 1 cho nên chuyển sang bắn lính em ạ. Còn với nội tại của con Bonnie này là tức là cái chiêu thứ tư ấy. Nó có tên là Galingan. Galingan dịch ra tiếng Việt hình như là súng 6 lòng rồi mọi người. Mỗi một lần tấn công thì sẽ tăng tốc đánh cho Bonnie. Tối đa là 4 lần nha mọi người. Và khi mà con Bonnie này nó đạt max cái cấp cho cái nội tại đấy thì mỗi một lần tấn công, mỗi một lần đánh thường ấy thì Bonnie sẽ được tăng 30 tốc đánh. Và tối đa là 4 lần, tương đương với 120 tốc đánh. Cái lượng tốc đánh này nó tương đương với 4 món trang bị chu tiên, 4 cái chu tiên nha, 4 cái lượng tốc đánh của chu tiên nha mọi người. Rất là nhiều tốc đánh luôn. Và con Bonnie này nó là một xạ thủ mang thủ tính sức mạnh. Rồi gì đây? Mình khá là sợ con Harotep kia nó kéo. À vừa lấy nó kéo rồi đúng không? Vừa lấy nó dùng công ty, nó làm gì công ty nữa đâu. Rồi con Flail này, phải cẩn thận con Flail này. Không biết nó còn anti không nhở? Mình sợ con Flail lắm ấy. Nó phục cho phát chết luôn ấy. Đó, mọi người có thể thấy là đánh rất là nhanh luôn. Cho nên là anh em cộng mắc cái lỗi tại Galingan cho con Bonnie này đầu tiên nha mọi người. Tuy là con này là thuộc nhóm tướng sức mạnh ấy, nhưng mà cái lỗi tại của con Bonnie này nó giúp cho con Bonnie tăng rất là nhiều tốc đánh luôn. Lên đến tận 120 tốc đánh nhờ lỗi tại. Cho nên là về cơ bản thì nó đánh rất là nhanh. Ngang ngửa với mấy con AD khi mà lên nhiều tốc độ đánh ấy. Thậm chí là còn nhiều hơn anh em ạ. Rồi ok. Con này thì nó đang giảm giá trong shop anh em ạ. Mình đang băn khoăn không biết có lên mua không. Tôi chết tôi rồi. Ủa may quá anh em ạ, may quá có bom bom mà cứu mình pha đấy, không là trụ bắn mình chết rồi. Ok. Đầu game thì chúng ta có thể sử dụng chiêu 1 cấu rỉa rất là khó chịu. Đây nha, cấu rỉa kìa. Bây giờ thì có vẻ đam hơi bé rồi nhỉ. Con Velom nó bật chiêu 1 nó phản đòn đau quá nhỉ. Bắn ấy, chiêu 2, ui. Tiếp tục, mưa đạn này. Ôi anh phải lêu còn anti không? Phải lêu còn anti không? Còn anti không? Ok, một mạng đầu tiên nha mọi người. Còn chiêu cuối của con Bonnie này có tên là bão đạn. Rồi bật chiêu cuối này. Đó, sấy chưa?
Sau khi kích hoạt chiêu cuối thì chúng ta sẽ được tối đa cái lượng cái tầng tốc đánh nội tại đến từ Galingan nha. Có nghĩa là mọi người phải đánh 4 lần thì chúng ta mới được 4 điểm tăng tốc đánh ý. Nhưng mà mọi người chỉ cần bật cái chiêu cuối lên thôi thì chúng ta sẽ được 4 điểm ngay lập tức, không cần phải đánh thường 4 lần đâu mọi người. Và còn nữa, cứ mỗi lần đánh sau khi bật anti, cứ mỗi lần anh em đánh thường sẽ tăng một tầng sát thương. Mỗi một tầng sẽ tăng 10% sát thương, tối đa là 4 tầng. Ok nha mọi người. Còn khi mà mắc level ấy thì chiêu cuối sẽ tăng lên đến 20% mỗi một lần đánh. Tối đa là 4 tầng, tương đương với 80% sát thương vật lý cộng thêm. Và cái chiêu cuối này nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những trang bị giảm thời gian hồi chiêu nha. Thời gian hồi chiêu của chiêu cuối sẽ cố định là 30 giây. Ok. Và khi bật chiêu cuối nó sẽ không mất một lượng mana cố định, mà mỗi một giây lượng mana sẽ bị mất đi là 6%. Với 6 như vậy thì anh em có thể tồn tại được chiêu cuối trong vòng tầm khoảng 10, hơn 10 giây, 15 giây đấy mọi người. Tùy vào tốc độ hồi mana của mọi người. 15 giây là quá đủ cho một cái giao tranh rồi, hay là một pha solo rồi. Đây, mình đã lên xong quỷ diện rồi nhá. Build đồ thì tôi sẽ vứt ở góc trái màn hình nhá. Mình build đồ ngày hôm nay mình dùng sẽ là build đồ trong sách giáo khoa thôi. Mình sẽ không lên đồ của mấy các top nhá. Sau này nếu mà mình làm về con tướng này thì mình sẽ lên những build đồ sau. Còn bây giờ chỉ đang test tướng thì cứ lên đồ sách giáo khoa thôi. Chưa một cấu gì rất là đau luôn. À, rất là thốn giai đoạn đầu game, nhưng càng về late game thì chưa một nó càng vô dụng anh em ạ. Đây chiêu 1 đây, bây giờ nó bắn vào con Velom gần như là mỗi đốt đi lốc luôn anh em ạ. Bật cả chiêu cuối lên này. Đó, anh em có thể thấy cái lượng mana của chúng ta sẽ mất dần theo thời gian nha mọi người. Cứ 1 giây mất 6 mana. Vì là nằm trong top tướng, trong những tướng thuộc nhóm sức mạnh, nên là cái con Bonnie này nó cũng thuộc dạng những AD trâu nhất game rồi. Nó cực kỳ là trâu, nó trâu khắc chả khác gì con tanker khi mà anh em lên xong cái hấp huyết. Nữa này, bắn thưởng, ok. Tốc độ bắn rất là nhanh luôn, thậm chí là còn nhanh hơn tất cả những cái con xạ thủ mà thuộc nhóm nhanh nhẹn cơ. Ồ, oh. Fumiko bên mình cũng khá là khỏe nhở. Còn về combo của con này thì nó cũng không hẳn là có combo đâu anh em ạ. Anh em chỉ cần cứ bật chiêu cuối này, cứ bắn thưởng cho mình thôi. Nó là AD mà, sát thương chủ yếu của nó đến từ đòn đánh thưởng. Còn về lối lên đồ ngày hôm nay nó có sự xuất hiện của cái đao phép anh em ơi. Còn con này là tướng sức mạnh, nó không phù hợp với những trang bị thiên hướng là nhanh nhẹn đâu, bởi nó sẽ không cộng cho anh em cái lượng sát thương đến từ chỉ số nhanh nhẹn. Chỉ có khi mà anh em lên đồ sức mạnh nó mới cộng thôi. Kíp bom lổ này à. Nhớ nha mọi người, phải lướt cái chiêu 2 trùng tướng địch nha, để chúng ta có thể gây hiệu ứng choáng nha mọi người. Sau khi lướt trùng tướng địch thì cái chiêu 2 nó sẽ, sau 1 giây sau nó sẽ gây choáng 1 giây mọi người. Đây chiêu khống chế duy nhất của Bonnie nha mọi người. Ồ, khi mà lên cái đao phép thì không hút được. Chúng ta sẽ có 40% giảm mỗi một đòn đánh thường giảm 40 năng lượng và gây thêm 40 sát thương phép. Bonnie thì nội tại nó đánh rất là nhanh, cho nên là nó cũng khá là hiệu quả với cái món đao phép này. Nhưng mà nếu mà nói về lối lên đồ của các top ấy, các best Bonnie ấy, thì họ không nên đao phép đâu. Họ nhằm vào những món sức mạnh hoặc là những món công cơ. Đao phép thì nó không phù hợp với những tướng nhanh nhẹn, những tướng sức mạnh. Trừ khi mà anh em chơi theo cái kiểu sát thủ ấy, mấy con sát thủ như là Hoa Mộc Lan có thể lên đao phép để dồn sát thương này. Ok, Bonnie cũng là một trong những tướng AD có thể solo Zaka. Khi mà anh em có một lượng đồ nhất định, anh em thể solo Zaka nha. Anh em bật chiêu cuối lên, anh em sẽ được gia tăng rất là nhiều công vật lý đến từ những đòn đánh thường. Ok, ăn xong Zaka thì cũng còn ít máu thôi. Bên đây là mình còn có ít đồ nha. Chứ mình có một vài đồ là mình có tầm, khi mà đánh xong cái hấp huyết thì chúng ta có thể là rất là khỏe rồi, nhờ cái sức chống chịu. Rồi luôn, có đao phép nha, kích hoạt đao phép lại. Ủa, không cần kích hoạt đao phép luôn. Cái đao phép này thì phạm vi kích hoạt nó rất là ngắn hơn cả phạm vi đánh thường của mình, nên là nó không phù hợp với mấy con AD tay dài như này đâu. Thế nha, có đao phép nha. Lượng máu của mình là rất là thấp. Muốn solo á? Nói về khả năng solo của những AD sức mạnh ý, những vị tướng xạ thủ sức mạnh ý, thì những xạ thủ sức mạnh bao giờ nó cũng có cái sức chống chịu trâu hơn những xạ thủ bình thường. Cho nên là về khả năng solo ấy, thì cái con Bonnie này nó cực kỳ là cứng cáp luôn. Nó cực kỳ là mạnh trong cái khoản solo. Những AD sức mạnh khác như là Dr. Mark
có ba ở trong nhóm sức mạnh thì có ba vị tướng AD nhá, đó chính là Dr. Max và Bonnie này này, và vị tướng gì nhỉ, Prometheus đúng không. Tất cả những vị tướng AD sức mạnh đều rất là trâu và đều có khả năng solo cực kỳ là mạnh, có thể solo với ngang với mấy con đấu sĩ luôn, thậm chí là sát thủ còn không bắt được cơ. Bonnie này chiêu 2 nó có cái khống chế choáng, khi mà anh em lướt nó cũng rất là khó chịu. Cây đây hiện tại mình 6-0 rồi, mình cũng chưa kịp lên hấp huyết cho anh em. Không biết là mình có lên mua con Bonnie không nhỉ? Anh em góp ý kiến cho mình, nếu có thể thì góp ý kiến nhá. Còn quyết định thì vẫn là từ mình mà ra thôi. Đao phép này mình thấy nó cũng không hiệu quả với con Bonnie ở đâu nhỉ? Về đoạn cuối trận thì con nào con đấy cũng đầy mana rồi. Ok, video của mình đây xin tạm dừng đấy nhá. Và gặp lại mọi người ở những clip sau. Đừng quên cho mình xin một nút like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ mình nhá. Còn giờ chúng ta sẽ cùng xem chỉ số mà mình gây ra trong trận đấu rồi nhá. Mình đặt MVP rồi. Tạm biệt mọi người nhá.